tranh cãi việc hơn 250.000 người xem lộc phù hồ chuẩn bữa, nên học gì tốt cho tương lai đi. Đi phụ hồ cũng coi như các em đi tập gym vậy. Chứ các em đừng có tưởng giỡn này đi tập gym. Bây giờ em làm em chạy em cũng đổ mồ hôi ra. Bây giờ đi phụ hồ cũng đổ mồ hôi ra thì em chọn cái nghề phụ hồ đi. Lộc phù hồ đang trở thành hiện tượng mạng được nhiều người quan tâm. Đáng chú ý, trong livestream tối ngày 21 tháng 8, anh thành công thu về hơn 250.000 người xem cùng một lúc. Đáng chú ý, nội dung livestream chỉ đơn giản xoay quanh những công việc là xây dựng, đi phụ hồ. Trong video, Lộc phù hồ đã hướng dẫn mọi người cách pha bữa sao cho chuẩn, đặt gạch thế nào là đúng. Các kỹ năng này vốn dĩ chỉ dùng trong công việc phụ hồ, chẳng cần phải phức tạp đến mức livestream giảng dạy. Một số người xem nhận định, livestream của Lộc phù hồ thu hút bởi sự tò mò và một phần là cách miêu tả, dẫn dắt hài hước, vui vẻ. Em có đồ nghề rồi mà chưa biết làm. Học của tôi hồi bữa giờ tụi dạy hết học kỳ 1 rồi mà bây giờ còn chưa biết làm. Cái em trung này sau này chỉ có đi phụ hồ thôi, không có lên thợ chính nổi đâu, tôi nói thiệt. Vì thu hút lượt xem quá lớn khiến cư dân mạng nổ ra tranh cãi. Một số người nhận định việc bỏ thời gian ngắn xem giải trí chẳng có vấn đề, nhất là trong lúc dịch có thừa thời gian. Tuy nhiên, nhiều ý kiến khác phản bác, cho rằng nên dành thời gian đó đi học những thứ hữu ích hơn, hãy rèn luyện thêm nhiều kỹ năng khác có lợi cho tương lai, chứ không phải chăm chăm vào màn hình xem cách phụ hồ, những thứ vô bổ. Hiện tại, hai quan điểm trái chiều vẫn đang được cư dân mạng đưa ra tranh cãi gay gắt. Những bài viết liên quan đến vấn đề này đều thu hút hàng chục nghìn lượt like, share, bình luận. Ai cũng có lý lẽ riêng và quan trọng, thời gian của mỗi người do tự họ quyết định. Chính vì vậy, khó lòng khẳng định được ai đúng ai sai trong câu chuyện này. Được biết, Lộc phù hồ sinh năm 1994, tên thật là Phạm Văn Lộc, sống tại Khánh Hòa. Anh được nhiều người biết đến với công việc phụ hồ và làm YouTuber hay biệt danh là Thánh Comment Dạo trên Facebook. Cuộc sống của anh khá khó khăn khi từ nhỏ đã mất mẹ, phải sống cùng em gái, tự kiếm tiền và nuôi nấng nhau. Nổi tiếng một cách bất ngờ, Lộc phù hồ đã tận dụng cơ hội để phát triển các kênh xã hội. Hiện tại, anh sở hữu fanpage hơn 678.000 người theo dõi, YouTube hơn 1,17 triệu follow. Mỗi video đăng tải sẽ thu về trung bình khoảng 150.000 đến 300.000 lượt view. Nam streamer từng chia sẻ, tháng cao điểm, anh có thể kiếm được hơn 200 triệu đồng, còn trung bình, mỗi tháng Lộc phù hồ kiếm được từ 40 đến 50 triệu đồng. Trong một video trước đây, anh tiết lộ, tháng đầu tiên khi được bật kiếm tiền, tôi kiếm được hơn 40 triệu đồng, những tháng sau cũng cỡ 40-50 triệu đồng, nói chung tháng nào nhiều lượt xem thì đáng đó sẽ nhiều tiền. Còn những tháng gần đây thì mỗi tháng chỉ mười mấy triệu thôi, tổng hết từ lúc lập kênh tới giờ, tôi kiếm được hơn 350 triệu đồng. Nhờ đó, anh sắm sửa cho bản thân nhiều món đồ đắt tiền như CSH, điện thoại xịn, xe hơi Mercedes. Lộc idol nổi tiếng khi anh chia sẻ những bức ảnh trên trang cá nhân với caption vui nhộn, hài hước và có một chút ảo tưởng. Nhưng chính lý do đó làm Lộc gây ấn tượng với cộng đồng mạng. Nghề phụ hồ là một nghề tiêu chuẩn để các bạn trẻ thời nay lấy ra trêu đùa nhau mỗi khi học hành không được như ý muốn hay thất nghiệp. Tận dụng cơ hội này, Lộc phù hồ đã vận dụng để trở nên nổi tiếng. Một hôm, Lộc phù hồ đăng lên Facebook, kể từ hôm nay, kể từ giây phút này, xin mọi người hãy gọi tôi là Lee Min Ho, Lộc phù hồ. Bài đăng đã thu hút hàng trăm nghìn lượt bày tỏ cảm xúc, 10.000 bình luận và đưa Lộc phù hồ trở nên nổi tiếng chỉ sau một bài đăng Facebook. Họ chia sẻ và chế ảnh của Lộc thành meme. Hiện tại, anh chàng phụ hồ này đã có gia đình nhỏ hạnh phúc. Thời gian tới, hai vợ chồng sẽ đón con đầu lòng. Những sự việc xoay xung quanh anh vẫn được đông đảo mọi người chú ý. Còn bạn, bạn có suy nghĩ gì? Hãy chia sẻ ý kiến nghe nhé! Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!